cả nhà, hôm nay là chủ nhật nè, không biết cả nhà đã nghỉ lễ có cái điều gì vui không thì có thể chia sẻ cho Hoa nha. Thời tiết tại hôm nay thì nó không có quá là nắng, nó chuẩn bị là ngả màu ánh nắng rồi. Tuy nhiên nó vẫn còn hơi là nồm, kiểu như là trời sắp xuống hết ánh nắng rồi, nên có cảm giác là vô cùng hơi đổ mồ hôi, hơi nắng một tí xíu. Vì vậy mà Hoa phải là mặc áo khoác và cũng như là đeo kiếng. Rồi cả nhà ơi, hôm nay thì Hoa đang đứng ở một góc ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thành phố Hồ Chí Minh là nơi Hoa đang công tác và làm việc tại đây. Thì thời tiết cũng khá là ok, nhưng mà Hoa vẫn cảm thấy hơi nóng một tí xíu. Thì hôm nay Hoa sẽ gửi đến cả nhà một vài thông tin liên quan đến cái việc chăm sóc sức khỏe. Liên quan đến cái việc chăm sóc sức khỏe thì cả nhà biết rồi, hiện tại bây giờ thì Hoa cũng hay đăng trên Zalo, Facebook là cái trang sách tay, hàng sách tay Hoa Popo và hàng do tiếp viên hàng không sách. Thì hôm nay Hoa sẽ giao hàng cho khách và sẽ làm clip này chia sẻ đến cả nhà một vài thông tin cần thiết về cái căn bệnh ung thư. Thì cả nhà biết rồi, mỗi lần mà có bệnh ung thư hoặc là ai mà có cái thông tin như vậy thì chắc chắn là mình không có nhiều giải pháp ngoài việc là mình trông chờ những cái thuốc đến từ bác sĩ và mình chờ nó đổ mồ hôi nè, không quá. Mình chờ coi như là đến ngày để mà hóa trị, xạ trị nằm trong bệnh viện. Và mình cũng rất là khó khăn trong cái việc ăn uống. Vì vậy mà người ta nói là phòng thì bao giờ vẫn hơn. Và hiện tại bây giờ thì Hoa chuyên cung cấp những cái mặt hàng về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Và trong số đó thì có cái dòng là sâm nấm và đông trùng hạ thảo thì được rất là nhiều người quan tâm. Bởi vì những cái dòng đó là coi như khi uống vào nó có hiệu quả ngay. Và bên cạnh đó thì có một cái sản phẩm này được xem như là một kiệt tác của bên Hàn Quốc, là nó liên quan đến cái dòng là nấm thượng hoàng chuyên ngừa ung thư. Thì cái loại nấm này để cho cả nhà xem nha, lát nữa mình sẽ cho mọi người. Thì cái loại nấm này nè, Hoa đăng ở đây. Cái này là Hoa đi giao hàng cho khách, rồi Hoa sẽ làm clip cho mọi người luôn. Cái loại nấm thượng hoàng này thì nó khác biệt hơn so với những cái loại nấm khác, là nó có đến 96, nó có khả năng chống lại 96,7%, là theo cái số liệu thống kê gần nhất, là chống lại những cái khối u ở trong cái người bệnh nhân mà mang bệnh ung thư. Bên cạnh đó thì nó có khả năng chống lại cảm giác là đói, cũng như giúp mình á là tái tạo lại tế bào mới trong cái tế bào là ADN của chúng ta. Thì đối với những người mà bị nấm ung thư thì chúng ta nên uống cái sản phẩm nấm thượng hoàng này để giúp cho là loại bỏ hết tất cả những cái độc tố, cũng như loại bỏ những cái khối u trong cái cơ thể mà mình đang mắc phải. Từ đó nó sẽ đào thải dần dần tất cả các cái loại độc làm cho cơ thể mình nó được gọi là làm giảm đi căn bệnh ung thư. Mình uống sớm thì chắc chắn hiệu quả nó sẽ cao hơn. Bên cạnh đó nữa thì đối với những người nào mà thường xuyên mà thức đêm khuya, hoặc là làm việc trái múi giờ hoặc là mình làm việc trái múi giờ thì chúng ta cũng có thể dùng sản phẩm này. Hoặc là đối với những người nào mà ví dụ như là muốn có con, muốn có thai, muốn có bầu, hoặc là tăng cường cái tình cảm bên vợ chồng thì chúng ta cũng có thể dùng cái sản phẩm này nha. Là nấm thượng hoàng ngừa ung thư nè. Là cái loại nấm này là cái dòng cao cấp nhất của bên Hàn Quốc luôn cả nhà. Thì hôm nay Hoa đi giao hàng cho khách ở Bình Dương. Không phải là Hoa chạy tới Bình Dương đâu, Hoa chạy tới bến xe Hoa gửi. Tại vì do khách hàng nói là đang cần mua cho người nhà uống gấp, vì vậy cho nên là Hoa ra bến xe gửi cho nhanh. Chủ nhật có mà đi gửi bưu điện thì rất là mất thời gian, tại vì thứ hai người ta mới làm việc. Rồi thì bây giờ cả nhà sẽ xem cái sản phẩm này nha. Sáng giờ Hoa lu bu công việc thì chiều nay mới gói. Thì đây là những cái sản phẩm khách đặt, Hoa đóng vào thùng để Hoa đi gửi cho khách. Mọi người ha. Thì trong đó thì có cái sản phẩm là nấm thượng hoàng thì Hoa chưa có gói để cho mọi người coi. Cái này Hoa cũng hay đăng trên Zalo, Facebook. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip chia sẻ về cái nấm thượng hoàng. Tại vì hiện tại bây giờ là ung thư mà mình phát hiện sớm, mà mình uống cái nấm thượng hoàng sớm thì chắc chắn nó sẽ làm cho căn bệnh của mình nó được giảm đi, và từ đó là có thể là cứu lại được cái mạng sống của mình. Bên cạnh đó thì những ai mà đang bị vấn đề lo đột quỵ nè, rồi tai biến mạch máu não, thường thì cái đột quỵ là không phải là chờ tuổi già, mà cái tuổi trẻ hoặc là cái tuổi mà nói chung là mình không biết được nó sẽ có khả năng xảy ra lúc nào. Vì vậy ngoài cái việc tăng cường là vận động thể dục thể thao thì mọi người cũng nên chú trọng chất dinh dưỡng, cũng như là uống cái an cung đỏ, nó sẽ có 10 viên giúp cho cái việc là phòng đột quỵ nó sẽ hiệu quả. Và những cái loại đột quỵ hay những cái loại nấm mà Hoa chia sẻ và giới thiệu á, là coi như những cái thành phần hoàn toàn đến từ thiên nhiên, không có cái tác dụng phụ, nó hỗ trợ cho cơ thể của mình nó được đào thải, bài tiết và tái tạo những cái mô tế bào. Hy vọng mọi người sẽ chọn được những cái sản phẩm với chất lượng tốt nhất để làm sao mình ngăn ngừa được những căn bệnh hiếm có, để mình có thể là có thêm sức khỏe, làm được nhiều việc khác, cũng như là cứu lại cái hành trình của mình. Nói chung bệnh tật thì mình không thể nào biết trước được, nhưng mà mình cảm thấy có cái triệu chứng hoặc là lâu rồi người mình nó hơi tê tay tê chân,
mệt mỏi hoặc là đau đầu, thiếu máu não nhiều thì chúng ta hãy nên để ý. Tại vì những cái nguyên nhân như vậy từ nhỏ nhỏ nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta có cái hiện tượng nó sẽ từ từ là khối u trên máu rồi nó đông lại, nó làm cho con người mình nó choáng váng. Ra đường đôi khi không có kiểm soát được là mình đang làm gì, mình đang chạy xe hoặc là tự nhiên mình té hoặc là tự nhiên mình ngã, mình xỉu, thì đó là một cái hiện tượng thiếu máu trầm trọng, cũng như là một cái khối u đâu đó mình không phát hiện ra được. Thì mong rằng cả nhà chúng ta sẽ cần những cái sản phẩm gì thì cứ liên hệ với Hoa, Hoa sẽ tư vấn. Tại vì Hoa cũng làm tiếp viên hàng không cũng đã 4 năm và cũng đã có thời gian đi qua Hàn Quốc và Nhật Bản nghiên cứu nhiều sản phẩm và lấy được những cái mặt hàng chất lượng chuẩn cho mọi người, cho nên mới có những cái thông tin và những kiến thức để có thể làm những clip này chia sẻ cho mọi người có thêm nhiều thông tin, để từ đó mình có một cái sự lựa chọn ở nơi đến nơi mang những cái sản phẩm mà nó an toàn cho mọi người sử dụng nha. Và đừng quên là Zalo của Hoa là 0932 027 151 và trang fanpage là Hàng Sách Tay Hoa Popo và kênh YouTube là Hoa Popo Hàng Tiếp Viên Hàng Không. Tiếp Viên Hàng Không xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Và đây là cái nấm Thượng Hoàng, bây giờ Hoa sẽ đi giao cho khách. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi clip này của Hoa, tại vì cũng lâu rồi Hoa không có làm clip chia sẻ cho mọi người. Nấm Thượng Hoàng chuyên ngừa ung thư và cái dòng cao cấp nhất của các loại nấm. Và đối với những anh chị nào mình làm việc mệt mỏi thì cũng có thể dùng cái này để mình nấu hành nước để mình uống nha. Mình cắt ra từng miếng nhỏ để mình nấu nước mình uống.